toàn bộ công việc xảy ra vụ tai nạn đã được camera hành trình của một ô tô khác ghi được. Cụ thể anh đâu khoảng 12 giờ 45 trưa ngày hôm qua ngày 5 tháng 10, chiếc xe máy chạy bám sát đuôi một xe tải chạy cùng chiều. Sau đó, chiếc xe này bất thần đánh lái chạy anh đô làn đường ngược chiều, anh bị một chiếc xe tải khác đâm trực diện. Người anh xe máy bị hất văng đi một đoạn khá xa. Chiếc xe tải chạy hướng ngược chiều kia bị đập, anh đô tình thế bị động. Do bị khuất tầm nhìn, cộng với việc chiếc xe máy chuyển hướng đột ngột đã khiến cho tài xế xe tải gần như không phản ứng kịp. Một vụ va chạm là điều khó hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hiện chưa rõ tình hình của người đi xe máy ra sao. Xe máy bất thần lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với xe tải. Nguồn clip, mạng xã hội giao thông.